công ty vận tải biển Trung Quốc COSCO Shipping vừa hạ thủy chiếc tàu container chạy điện từ sông ra biển lớn nhất thế giới. Con tàu có tên là Green Quarter 01 là tàu chạy thuần điện có trọng tải 10.000 tấn. Tàu Green Quarter 01 dài khoảng 120m và rộng 24m, tương đương với kích thước của một sân bóng đá. Tốc độ tối đa của nó là khoảng 19 km/h. Con tàu được trang bị bộ pin chính có công suất là 50.000 kWh, đồng thời có thể bổ sung thêm nhiều hộp pin để phục vụ những chuyến đi dài hơn. Để quý vị có thể dễ hình dung, khối pin này có dung lượng lớn bằng 609 lần dung lượng pin của một chiếc SUV chạy điện cỡ lớn VinFast VF9. Thuyền trưởng của Green Quarter 01 nói rằng nếu được trang bị đủ 24 hộp pin, tàu có thể hoàn thành chuyến đi tiêu thụ 80.000 kWh điện, tương đương với 15 tấn nhiên liệu cho hành trình tương tự trên con tàu container truyền thống. Công ty COSCO Shipping cũng chia sẻ, Green Quarter 01 có thể tiết kiệm 3.900 kg nhiên liệu cho mỗi 100 hải lý di chuyển, cắt giảm tương đương 12,4 tấn khí thải carbon dioxide. Sau khi hạ thủy thành công, tàu sẽ được sử dụng cho các chuyến đi hàng tuần giữa Thượng Hải và Nam Kinh. Tuy nhiên, hải quan tại cảng Dương Sơn đã chia sẻ lo ngại về một số vấn đề an toàn của tàu container điện trên CCTV. Một vụ hỏa hoạn liên quan đến pin lithium ion phosphate chỉ có thể được dập tắt bằng khí chữa cháy đặc biệt là hợp chất của carbon, flor và hydro. Nó không thể được dập tắt bằng cách thông thường là dùng carbon dioxide hoặc nước. Đối với phương pháp chữa cháy này, thách thức lớn nhất là đào tạo thuyền viên để họ có thể phát hiện trước sự cố cháy nổ trong hộp ắc quy và có biện pháp ứng phó khẩn cấp theo yêu cầu.